Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Andy đây. Mấy hôm nay ho kinh khủng luôn, cho nên là quay video cực kỳ là khó khăn. Đâm ra là hai hôm vừa rồi mình không thể nào mà ra video được. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì dù có ho thì mình cũng sẽ cố gắng vào làm video cho các bạn. Bởi vì làm có một bạn Tú đã gửi ad cho mình và nhờ mình quay trứng các bạn ơi, 140 cái sum màu. Thế thì ngày hôm nay bạn ấy đã tin vào cái nhân phẩm đen xì của mình. Thì dù có đen như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải vào để quay trứng giúp bạn ấy chứ, để xem ra được những em gì nhá. Ok, và nếu có thể thì mình sẽ đi mega cho bạn ấy luôn. Đấy, để xem nhân phẩm kia các kiểu như thế nào. Ui, bạn ấy chuẩn bị sẵn phôi cho mình luôn rồi. Bị mệnh. Đấy các bạn thấy đấy, cứ ho như thế thì lấy đâu ra mà làm video được bây giờ. Rồi, trước khi quay trứng thì phải tranh thủ kiếm cái keystone này đã. Bởi vì còn 3 phút thôi, nếu không đánh là nó lại hết mất. Thì lãng phí cuộc đời ra. Dùng một phát, rồi, ngon. Được một chú keystone. Ok luôn. Để xem trong túi có bao nhiêu keystone rồi đây. Bao nhiêu. Ui, 37 keystone này. À nhưng mà bạn ấy đã chuẩn bị hết như gọi là. Ui, nhiều thế. Được đấy nhở. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quay trứng nhá. À, bạn ấy bảo là: anh ơi, anh bùng lụa hết vào cái động lực siêu nhiên này cho em. Wow, được đấy. Xem đội hình của bạn đấy chơi những em gì nào. À, Mewtwo X rồi. Kinh nhở. Mà quên mất chưa review cho các bạn xem. Đó là VIP không thôi. Nhờ lực chiến 922.000 rồi nha. Căng thẳng phết đấy. À, mà nhân tiện đây thì các bạn nào mà chưa đăng ký kênh mới của mình thì nhớ qua ấn ủng hộ mình nhá. Mình vừa có một cái video mới, chúng ta cùng nhau gọi là xem MV Pokemon nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Đảm bảo không hay không lấy tiền. Và các bạn cho mình xin một nút subscribe để ủng hộ mình nhé. Bởi vì đấy là niềm động lực to lớn nhất của mình, để mình có thể phục vụ các bạn ra những video mà các bạn thích xem. Và bởi vì nó miễn phí mà, khi mà các bạn đăng ký thì mình cũng chả được tiền đâu. Nhưng mà đấy là mình biết là các bạn đang ủng hộ mình và là niềm động lực to lớn nhất để mình có thể tiếp tục phục vụ các bạn, dù có ho thế nào đi chăng nữa. Ok, rồi, không lan man nữa, chúng ta sẽ cùng vào quay trứng nha. Ok luôn nào. Ủa, còn 109 cái su bạc nữa nhở. Dã luôn đi. 5 su bạc đầu tiên, để xem ra được cái gì đây. Ui chà, em gì đấy? Dragonite. 10 su màu nào. Let's go. Dám gì nào, dám gì các bạn ơi. Dám gì ngon ạ. Ui ôi, đèn. Ê, lại Dragonite mở đầu lúc nãy. Articuno. Ai xà xà, ga cho mà. Ai à, toàn Pokemon huyền thoại như các kiểu nhá. Đừng đùa nhá các bạn. Ghê không? Kinh đấy. Ui dồi, có em Hoppa nhỉ. Chả biết bao giờ game này nó ra em Hoppa gọi là Confine nhỉ các bạn nhỉ. Cái gì nhỉ? Hoppa ăn bao chứ. Ui dồi, mình xem anime mình khoái nhất là cái Hoppa ăn bao các bạn ạ. Ui, con đấy nhìn ngầu nhỉ. Nếu mà trong game này nó không có Mega, có một cái game gì lần trước mình cũng chơi ấy nhỉ. Cái gì ta? Một game Pokemon gì ấy nhỉ? Bạn nào nhớ không? Đợt trước mình nhớ mình chơi là mình còn toàn xem kênh của NBH thôi. Vào đợt đấy là chơi không có VIP ấy. Vào oánh toàn gọi là vào đấy để xem mọi thời tiết. Ua, thề các bạn luôn, ở trong đấy có con Hoppa bảo khỏe vai rồi. Đấy, lan man từ nãy giờ mà quay được có mấy cái su bạc này. Rồi, tiếp tục phát này là su màu đi các bạn ơi. Tâm linh gọi là xả môi su bạc thì thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang mấy đất ra đây. Ui ôi, cay ấy. Sợ không có MSR nào vậy. Buồn đấy. Rồi, tiếp tục xem nào. Phát nữa đi. Chà chà, Tapu Bulu, Gachom. Cái gì đây, hôm nay ra nhiều Dragonite thế. Sao hôm nay quay động lực siêu nhiên mà ra toàn rồng này. Ảo đấy. X10 phát này này. Phát này 3 con MSR luôn các bạn tin không. 3 MSR. Ui ui, hai em này. Ngon. Cái gì đây. Wow, Zamazenta, Vua Khiên. Đấy, nhắc đến Vua Khiên, mình vừa mới làm cái video ở kênh mới. Đố các bạn biết, Khiên của Zamazenta trị giá bao nhiêu tiền? Em gì nữa? Ui, Jiraichi, flat luôn các bạn nhé. Gắt chứ chờ. Ai chà chà. À thế, Jiraichi này, Zamazenta này được hai em, ngon đấy nhỉ. Rồi, ra được hai em SSR rồi. Thì phát này mình lại tiếp tục dùng su bạc để mình mồi. Là một quái nào ra toàn là giống này. Ảo vậy. Mồi đi, mồi su bạc đấy. Ui dồi, lại nữa luôn ạ. Ảo thật sự luôn. Phát nữa không?
ra con này nữa mình chắc chớt luôn á. Ôi giời, ra thật các bạn ạ. Ảo à, ghê dữ vậy. Thế là các bạn muốn mình làm clip về Dragonite hay là mình cho ra nhiều Dragonite dữ? Ok rồi đấy, khác rồi, tâm linh rồi. Chuyển sang dòng cái chép rồi. Chơi đi, nhớ đâu phát này lại ra vài em SSR hay sao? Dạ không. Ui giời ôi, điểm thật, nhưng mà là điểm đen các bạn ạ. Không phải là điểm may. Ôi sư, cái thế nhở. Articuno, rồi. Ơ đội hình của bạn ấy có chơi Articuno là tanh phụ không nhỉ? Không biết nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu ấy, chơi Articuno làm tanh cũng được ấy. Phát nữa nào. Lần này mấy con SSR các bạn? Các bạn đoán đi. Comment đi. Mấy em SSR nào? Mấy em. Ui chào. Méo em nào luôn ạ. Ảo thật đấy. Rồi. Toàn ra gọi là thần như các kiểu đây này. Dark Ride, Monchet này. Chả thần thì là cái gì? Đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay là ngày của Dragonite các bạn nhé. Nhiều Dragonite vậy. Rồi. Sacralite tục tiệp. X10 phát nữa nào. Còn 83 Sumo các bạn nhé. Chơi nào, let's go. Ui, được một em. Hóng. Ui, sửa lại Dragonite. Hảo nhỉ. Các bạn thấy động lực siêu nhiên mà sao ra. Ui ôi, đùa à. Ngày giờ gì vậy. Tiếp tục, có gì. Ui. Ngon. Nhưng mà bạn ấy chơi Mewtwo X mẹ rồi gần đầu. Đầu game ấy. Bạn nào ra được con này chơi khoái đấy. Kết hợp với Charizard, phê đấy. Con này đầu game thiếu đốt lại bị sướng ấy. Bạn nào mà có gọi là gì ta, đua top lực chiến nữa mà được top 1 mà lấy cái thiên phú, trời ơi, có con này không cần mega thì phải cà xuống lắm, phê luôn các bạn ạ. Rồi tiếp tục nào, lại đặt ra tiếp tục phát nữa nào. Đấy còn 39 cái su bạc thôi, mình để dành mình mồi nhá. Bây giờ là phải xả su màu các bạn ạ. Tiếp tục nào, let's go. X10 nào, lần này ra con gì, ra con gì cày đây. Từ nãy giờ tính ra được mấy con rồi các bạn? Từ nãy đến giờ là chúng ta được mấy con SSR rồi? Quên sứ mất rồi. Đầu tiên là em gì ta? Zizaichi này, Zamazenta này. Với lại em thứ ba là Flash Solgaleo. Đấy. Mới được có 3 em thôi các bạn nhá. Em thứ tư làm gì? Em gì? Đùa. Quay thế mà lại không ra. Cay dữ. Ok, là tiếp tục đó. Cày thế nhỉ. Ra mấy con gì đâu không à. Rồi, phát nữa này, phát này. Phát này tâm linh rồi. Úm bà la 5 con SSR. Ha ha ha, Nobita Suka. Ra đi. Ui, đọc công chú như thế mà được có mỗi một em. Ui dồi. Phải có ra flat. Hợp lý. Được quá nhỉ. Rồi đấy, phê. Ok, phê lê chê luôn các bạn ơi. Cá chép các kiểu luôn ạ. Được một em dây qua da phở nhát. Hợp nhí. Rồi. Phát này mồi đi. Mồi đúng một phát. Sau lại ra một phát gọi là X10. Đấy. Rồi tiếp tục nào. Các bạn ơi. Em gì. Ui, một em nữa. Ui, ngon. Ngon đấy. Thế là cũng được rồi. Đúng không? Hôm nay mình chứng tỏ cũng không phải là đen lắm đâu. Em gì đây? Em gì? Wow, Latias này. Ngon chưa? Quá phê luôn còn gì. Hôm nay mình quay không đen lắm nhỉ. Ừ đấy, được đấy. Nhân phẩm của mình đang lên dần này các bạn ơi. X10 phát nấy mà ra nữa thì gọi là hên này. Không đen một tí nào luôn. Úi, bạn thấy chưa? Lại được nữa luôn. Ảo thật đấy. Ngon. Thế nhưng mà ác chính mình quay ra toàn gì đâu. Có gì đây? Ui, phê. Có Latias Flash rồi. Ngon, vừa nãy con thường giờ con Flash. Ui, hợp lý luôn. Sướng tê nhở. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bây giờ mình lại đi mồi tiếp. Các bạn cứ chơi giống như mình. Cứ quay ra được 2-3 em nó là cùng gọi là SSR rồi ấy. Thì mình không chơi nữa. Mình ra mình quay su bạc các kiểu. Đấy, để cho game nó không đoán được mình làm gì. Thấy không? Bảo mấy cái thằng Linh Đen này làm thằng cực kỳ khó đoán đấy. Không biết nó muốn cái gì. Không biết nó muốn SSR hay là R. Đỉnh luôn. Rồi tiếp tục ra nào. Em gì đây. Rồi chém gió. Cái chó này mồm. Có được cái gì đâu. Nãy là hên rồi anh em ạ. Chứ không phải công thức gì đâu. Mà phép tí thôi. Hên tất do nhân phẩm ấy.
Để xem nào. Một pha nữa xem nào. Còn 20 xu màu các bạn nhé. 20 xu màu mà 4 cái xu bạc. Trời luôn nè. Cho lần này cho đi tất xu bạc nha. Đấy, cho đi tất xu bạc. Sau đó thì chúng ta quay trở lại xu màu. 14 xu bạc. Phát nữa này. Tiếp tục nào. Hy vọng rằng là quay xong thì có rất là nhiều phôi để chúng ta có thể tiến hành mega các bạn nhé. Phát nữa đây. Rồi, phát cuối cùng với xu bạc các bạn nhá. Ui, một em con này. Ảo trí. Hên trí. Ghê nhờ, hôm nay mình quay ghê thật đấy. Rồi, tiếp tục phát nữa đi. Rồi, nào, chỉ còn 13 xu nữa thôi. Phát này là phát gần cuối rồi. Phát nữa đi nào. Ui, ui. X1 thì nó ra, mà X10 thì nó lại không ra. Thấy chưa? Làm gì có công thức nào, do nhân phẩm hết. Các bạn thấy không? Ê, giải ơi, chứ bố nào mà bảo quay xu màu này mà có công thức thì cả chém gió. Ok, rồi, phát cuối cùng X10 nào. Dám gì đó thật là mạnh mẽ nào. SR nào, 5 con SR, 5 con SR. Ui, được một em. Hợp lý. Quay ra này nhiều phết các bạn ạ. Tội là chưa ra Mew Flash nào nhỉ. Mewtwo, quên. Chưa ra Mewtwo nào đâu. Em này em Mewtwo đi. Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo. Ôi ôi. Hai em Sun Galeo Flash. À. Mỗi tội là bạn ấy lại chơi Mewtwo X. Cày nhỉ. Ôi kìa. Mega Latias của bạn đấy chưa có bản năng đột biến luôn. Ồ, hợp lý nha. Rồi, ngon đấy nhờ. Như vậy là tổng kết lại quay gọi khá luôn nhá. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi là ghép nâng sao cho phôi của bạn ấy. Nhìn nào, ui ui, nhiều đấy. Nâng lên tha hồ đi Mega các bạn nhá. Ok, còn cái video này thì tạm dừng ở đây nhá. Video Mega thì mình sẽ lại hẹn các bạn vào ngày hôm sau, bởi vì là bây giờ còn phải đi gọi là nâng cấp sao lên cho mấy cái em này đã. Lâu lắm, các bạn chờ lâu các bạn lại chửi cho vỡ mồm. Ok, hy vọng rằng các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nhá, và đi lặn đấu gọi là vui vẻ không quạo nha. Còn giờ thế, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.